Thưa quý vị khán giả, vừa rồi thì chúng ta đã được một lần nữa chiêm ngưỡng lại bàn thắng được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất trong cả mùa giải Naigo V-League năm 2022. Và đó là bàn thắng thuộc về tiền đạo Phạm Tuấn Hải của câu lạc bộ Hà Nội. Anh ghi bàn thắng này ở phút bù giờ đầu tiên hiệp 1 của trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng chủ nhà và đội khách câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 21 của giải vô địch quốc gia Naigo V-League năm 2022. Một lần nữa xin được chúc mừng Phạm Tuấn Hải và ngay sau đây thì xin mời cầu thủ số 9 của câu lạc bộ Hà Nội sẽ lên sân khấu để nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất giải của giải vô địch quốc gia Naigo 2022. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Nhật, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ lên chào tặng hoa, bảng danh vị và kỷ niệm chương cho tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Xin trân trọng kính mời ông. Cảm ơn ông Đỗ Văn Nhật và xin được chúc mừng tiền đạo Phạm Tuấn Hải.